Cậu Hùng tới rồi kìa, lè tay lên nha con. Dạ, dạ. Chào bác. Chào em. Bác ơi, cho con xin ly nước nha bác. Ừ, uống đi con. Để anh phụ cho. Rồi, cảm ơn em. Rồi, anh gửi tiền ứng trước. Con đi nha bác. Ừ. Đi nha em. Gì đâu mà keo kiệt thấy ớn. Rõ ràng là đi làm có tiền rồi mà con chưa khi nào thấy anh mua dĩa cơm hay là chai nước ngọt uống luôn á mẹ. Hiền nè, cậu Hùng lớn tuổi hơn con đó, ăn nói cho lịch sự nghe không? Con chỉ nói vậy thôi. Con không nên nghĩ về người ta như vậy. Dạ. Mẹ làm gì vậy? Mẹ nấu miếng nước trà để uống. Mấy cái này á để con về con làm được rồi. Mẹ đang bệnh mà. Thôi sẵn mẹ ngồi đây đi, con vô con đổ cơm cho mẹ. Mẹ già rồi, chẳng biết làm gì á, cứ bệnh hoạn hoài à. Mẹ trở thành gánh nặng cho con. Mẹ nói gì vậy? Con còn có mẹ là con đã hạnh phúc và may mắn hơn biết bao nhiêu người ở ngoài kia rồi. Với lại trách nhiệm của con cái là phải chăm sóc cho cha mẹ. Mẹ lo cho con trưởng thành được như ngày hôm nay là mẹ đã cực dữ lắm rồi. Mẹ ăn cơm đi mẹ. Tại mẹ bệnh nên mới phải bán căn nhà, khiến mẹ con mình phải ở trọ. Con còn phải đi làm thêm để trả tiền nhà. Bây giờ mẹ chẳng mong gì hơn là con có sức khỏe. Như vậy mẹ mới yên tâm. Có tiền nhiều mà không có sức khỏe cũng vậy thôi con. Con quyết tâm rồi mẹ. Con sẽ học thiệt là tốt, để sau này là một bác sĩ thiệt là giỏi, đi về chữa bệnh cho mẹ. Mẹ ăn cơm đi mẹ. Mà ở đâu con có tiền mua mấy thứ này vậy? Con đi chở hàng với giao hàng cho người ta đó mẹ. Mẹ ăn canh đi nè. Con ăn thêm chén cơm đi. Dạ con ăn rồi. Con lại ra ngoài đường ăn bậy bạ đúng không? Không có, con ăn no lắm rồi, mẹ ăn đi. Mẹ, mẹ có sao không? Mẹ không sao. Mẹ ăn cơm đi. Ừ, cất tập đi rồi rửa mặt mũi chân tay ra phụ mẹ nghe con. Dạ. Mẹ. Mẹ sao vậy? Con đỡ mẹ ra ghế. Dạ dạ dạ. Từ từ mẹ. Sức khỏe hôm nay của mẹ sao vậy? Mẹ đo đường huyết chưa mẹ? Rồi.
Sáng nay mẹ thấy đường huyết của mẹ hạ. Vậy là tại hạ đường huyết nên mẹ mới choáng váng đó. Để con vô làm mẹ ly sữa nha. Ừ. À. Dạ con chào bác. Bác cho con xin miếng nước. Con ơi, cậu Hùng tới rồi nè. Dạ. Con giao cơm cho cậu Hùng đi. Dạ, miếng nước nè. Cậu Hùng. Trời ơi. Anh bị gì vậy? Có sao không? Trời đất ơi. Đưa anh lên ghế ngồi đi con. Dạ. Anh có sao không vậy? Cái kiểu chóng mặt này là giống bác đi nè. Nói thiệt bác nghe coi, con ăn cái gì chưa? Dạ chưa. Hiền, con đem ly sữa qua cho anh uống đi nè. Dạ. Lấy cơm cho anh ăn đi con. Dạ. Con cứ uống sữa đi. Lát nữa em nó làm cơm cho con. Ráng đi uống miếng sữa đi rồi ăn dĩa cơm vô ha. Anh ăn cơm đi. Cảm ơn em. Sao vậy con? Ăn từ từ thôi để nghẹn đó. Cảm ơn em. Tính luôn cho anh cái dĩa cơm. Anh cứ ăn đi. Mẹ em hay giúp đỡ người khác lắm. Không có tiền nong gì hết á. Anh đừng có ngại. Nhưng mà anh không có ăn xin. Con à, có một dĩa cơm và ly sữa à. Tiền bạc gì không biết nữa. Nhà bác bán cơm mà. Con lo cái gì? Không có ngại nghe không? Dạ. Dạ con cảm ơn bác. Dạ thưa bác con đi. Con đi nổi không? Dạ con đỡ chóng mặt rồi bác. À mai á là con xỉu ở đây chứ con xỉu ngoài đường con không biết làm sao không nữa. Cảm ơn em. Con cảm ơn bác. Cậu Hùng là một người rất tự trọng. Có lẽ hoàn cảnh rất là khó khăn, cho nên cậu ấy vừa đi học vừa đi làm đó con. Nhìn cậu ấy bỗng nhiên mẹ nhớ đến ba con. Ba con rất là siêng năng và đầy nghị lực, nên ba con mới trở thành nhà giáo giỏi đó. Chỉ tiếc là ba con bệnh nặng nên mất sớm. Mẹ buồn rồi mẹ. Mẹ không sao đâu. Mẹ uống sữa đi. Ừ.
Dạ, con mời mẹ uống sữa. Con trai của mẹ chụp hình tốt nghiệp nhìn phong độ quá. Dạ. Mẹ uống sữa đi mẹ. Uống sữa có nhiều vitamin tốt cho sức khỏe lắm. Con bây giờ làm bác sĩ rồi nên ăn nói cũng khác. Dạ, con chỉ mới tốt nghiệp thôi à. Hiện tại thì con chỉ là bác sĩ thực tập thôi. À, bệnh viện đa khoa thành phố á mới vừa nhận con vào làm rồi. Con hy vọng á là con sẽ được làm chính thức ở đó. Lúc đó con sẽ chăm sóc sức khỏe cho mẹ. Mẹ tin con. Từ trước tới nay á, con đã quyết tâm làm việc gì á đều thành công hết mà. Dạ, mẹ uống sữa đi mẹ. À, chú ơi, à, quán thì chưa có bán, bán chiều chứ tối cơ mà mới chuẩn bị à. Dạ. Ủa, còn tiếp ai à? À, bác ơi cho con hỏi là bác Tình với lại cô Hiền bán quán cơm ở đây đâu rồi bác? À, cái bà chủ cũ rồi hả? Dạ. Sang quán là tôi lâu rồi. Dạ, vậy bác ơi bác có số điện thoại không bác? Số điện thoại hả? Dạ. Ờ, tôi mất rồi. Mà như là cũng bán nhà đi đâu ở rồi, không có kiếm được, không biết đâu nữa. Ủa mà cậu kiếm bà có gì không? Dạ, không có gì đâu bác. Cảm ơn bác. À, dạ. Mẹ ơi. Xem sao. Bác sĩ ơi, bác sĩ ráng cứu mẹ nha bác sĩ. Gái đã qua cơn nguy kịch, ca phẫu đã thành công. Dạ em cảm ơn bác sĩ, em cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Được rồi, tôi thấy cô cũng mệt rồi đó. Về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây đã có chúng tôi lo. Em cảm ơn bác sĩ. Con đau không trời. Chúc mừng bác, sức khỏe của bác đang hồi phục rất tốt. Thiệt vậy hả bác sĩ? Tôi mừng quá. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Tôi cứ lo là nếu tôi có mệnh hệ gì á, con gái tôi không biết xoay sở ra làm sao. Tội nghiệp con nhỏ. Dạ, bác sẽ sống thọ mà. Bác là người tốt. À, bác nghỉ ngơi đi. Cố gắng ăn nhiều ngủ nhiều sẽ tốt cho sức khỏe. Chào bác. Yeah.
Tại sao vậy con? Con cũng không biết nữa. Nhưng mà người ta nói là viện phí của mình có ai trả hết rồi mẹ. Có ai trả viện phí cho mình hả? Sao kỳ vậy? Dạ đúng rồi ạ. Bác sĩ Hùng đã thanh toán hết viện phí cho mình rồi. Con gửi bác phí thanh toán ạ. Dạ con. Viện phí đã được cô và bác gái trả trước bằng ly sữa và dĩa cơm. Ly sữa, dĩa cơm. Con chào bác. Ủa, cậu Hùng giao hàng nè. Tôi xin lỗi, dạ bác sĩ. Dạ đúng rồi, con là Hùng giao hàng nè bác. Hàng chi, con nhìn anh có quen quen. Mà giờ anh khác quá, con nhận không ra luôn á mẹ. Mẹ con tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Bác sĩ đã cứu mạng tôi, rồi bây giờ lại còn... Kìa bác đừng có khách sáo. Con mới là người phải cảm ơn bác. Ngày hôm đó nếu không có ly sữa và dĩa cơm của bác, con đã xỉu ngoài đường rồi. Làm gì còn cơ hội được đứng ở đây và thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ của mình. Bác cứ yên tâm đi, hôm nào rảnh con sẽ đưa mẹ con đến chơi với bác. Và con sẽ giúp cho em Hiền đi học trở lại. Thiệt hả anh? Em thích đi học lại lắm. Em cảm ơn anh. Bác cảm ơn nhiều lắm nha. Dạ không sao đâu bác. Con hứa là sẽ chăm lo sức khỏe cho bác. Chào tiếng